Chào các bạn nha. Đây, mình cưa gỗ sao gì rồi nữa các bạn. Đây gỗ sao của mình cưa về để đóng phòng ngoài ngoài nè các bạn. Đó, về dán mặt 30 mấy. Về phân rưỡi nè. Gỗ sao các bạn. Gỗ sao để đóng phòng ngoài ngoài. Đây, gỗ đây. Đó, gỗ sao. Các bạn nào có nhu cầu đặt thùng ong ý, nuôi ong ý, ong ngoại á, liên hệ với mình á, số điện thoại 0988388515. Mình cung cấp trên toàn quốc, gỗ mình liên lạc rất đẹp. Gỗ sao các bạn, đó, gỗ sao. Đây. Gỗ sao. Mình cưa này 4-5 khối lên vậy dựng được. Gỗ sao. Để dành đóng thùng ông ngoại, ông nội của ông ngoại. Ai có nhu cầu liên hệ số điện thoại của mình. Đây. Gỗ mình cưa độ dày. Mình mấy cái tulip video trước mình có quay cây lóng á, hôm nay mình đã cưa rồi, cưa mấy hôm nay do trời mưa bão quá nên dừng phơi đây. Anh em nào có nuôi ong nhu cầu ong ngoại mình cung cấp cho tinh toàn quốc. Gỗ mình cưa dày dặn được để đóng thùng ong ngoại các bạn. Đó. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ mình. Đóng cho tất cả các loại thùng luôn. Thùng ông ngoại, ông nội, ông vú gì tất cả. Đóng hết. Đây, đúng rồi, gỗ đây. Rồi. Dạ. Rồi chào các bạn nha.